Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chị Trâm Gaming của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến tục cùng mình tựa game ARK Survival Evo Mod Dream of Fear. Thì hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp tiếp tục mấy cái con thú của mình cho nó lên hệ tiếp theo ha. Bữa trước thì mình đã bắt được con gì đó, cá sấu Omega rồi. Hôm nay là mình nâng cấp. Không biết là đủ để mà chế tạo được kiếp bộ Demonic với lại Celestial chưa nhờ, để mình kiểm tra xem nào. Đây, đem đi thử coi. Được luôn nè các bạn. Bây giờ cái việc chế này là bây giờ chúng ta chỉ cần máu nè, với lại mấy cái lông Feather Light thôi. Còn mấy loại trứng của Omega, Fable gì đó là mình có hết trơn rồi. Cùng lắm là đi kiếm lông với lại máu của mấy con kia nữa là xong, phải re à. Hôm nay để mình coi nè, đi kiếm một con từ từ để mình xem từ trong cái bảng này coi, kiếp bộ Demonic hay là Celestial đứng trước nhỉ? Uầy, Celestial đứng trước à? Hình như là hệ Celestial là có con Teri đúng không ta? Con Teri nó giúp mình farm farm mấy cái máu da đồi được nhiều hơn, còn Demonic thì không có. Để mình kiếm thử coi có con Celestial Harry không. Với cả hồi nữa mình phải đi bắt mấy con boss ở mấy cấp độ đầu tiên, boss basic nữa, thì sau này đỡ phải bắt lại từ đầu, ngon hơn. Để mình kiếm Harry coi. Harry Dinosaur. Theri thường có một con Theri Celestial level 560 luôn các bạn ạ. Wow, phải đi bắt thôi, hơi bị xỉn luôn. Con này mình không biết nó farm được hay không nữa, lâu quá rồi không chơi rồi. Nhưng mà chế cái bộ trước cái đã, làm ba cái đi, nếu mà thiếu thì mình về nhà mình lấy thêm. Ui, con này hơi bị xỉn luôn nha. Rồi, trước khi lên đường thì các bạn dành ra vài giây kéo xuống dưới clip like với lại đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bữa nay chắc là sẽ kiếm được một con ngon đây. Con Theri màu xanh lá cây của mình thì farm hơi ít. Mỗi lần farm được có mấy chục à, hơn được có một tí thôi. Mà con này là hơi bị xịn này. Vừa để gây đam mà vừa để đi farm à. Sau này khi nào mà kiếm được con Rim á, sau đó mình tiến hóa nó lên Unnaw. Quầy, con Theri đó cũng farm cháy máy luôn. Nó cào cây hay là nhặt mấy cái cục đá ở dưới đất đó, cũng được rất là nhiều nguyên liệu luôn á. Xịn sò con bò liền. Rồi, qua lượm nhẹ con Celestial Therizinosaur này cái đã. Ngon lành cành đào liền. Đây 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 đây, khứa màu xanh nè. Ô, con này ăn tới 3 cục lận à. Ấy nè, 5 cục lận. Đánh từ từ thôi. Ở đây 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 đây. Ui ui trời 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 ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái skill của nó rất là bá đạo. Nó bắn như vậy một tí thôi là xỉu liền đấy. Ấy. Từ nha. Hình như là nó đang gọi là quấn nhau với lại con Raptor. Thôi rồi, không biết nó có bị cào mất level của mình không ta. Sợ nó cào mất level của mình thôi. Mình check nào, let me check coi nó có bị tuột cái hình như là không đúng không ta. Cái bảng tem minilit này đâu rồi? Ủa, ở đây sao nó không hiện cho mình con Harry này nhờ? Kệ đi, nhưng mà mới có ba, về thì mình lấy thêm hai cái nữa các bạn, mới tem được con này. Thiếu hai kiếp bồ này, chỉ có ba cái à. Yeah. Thêm một con xịn nữa, hai kiếp bồ Celestial.
Beautiful. Con Bakidol mình bắt ở tập trước nhưng mà mình chưa thấy nó tạo ra mấy cái gì ở trong người nó nhờ. Chờ hơn 10 phút rồi đấy mà vẫn chưa thấy gì cả. Ấy 100% effect luôn, quá thơm. Yeah. Celestial Terry ngon. Ấy ơi. Con này về chain level lên là báo mạnh luôn. Đi đương đầu với lại mấy cái con boss kia được luôn á chứ. Xem nè, con này con cái à. Con này hình như nếu như mình bắt thêm một con nữa hoặc là hồi nữa mình dùng cái lọ thuốc nhân bản cho nó uống á, ra thêm được một con đực nữa là mình lấy được trứng. Trứng của Celestial hình như mình nhớ là có ráp thêm được thì phải đúng không ta? Trứng của Celestial mình nhớ không nhầm là nó trứng Celest dùng để ráp cái gì á ta? Hình như ráp mấy cái con boss cấp cuối hay sao á. À nè, vẫn cần phải có trứng nha. Trứng của Celestial để làm cái này là món Oblet nè. Oblet Celestial để bắt con gì đây? Không biết bắt cái gì nữa nhưng mà chắc là cần thiết đấy. Hồi nữa làm cái đồ nhân bản ra thêm một cái là được. Terry Chao Spirit Celestial. Làm cho nó một cái yên Terry Celestial cái để đâu rồi? Fable đây. Chăm. Celestial 2. Ok. Nếu mà chưa có da thì chắc là mình sẽ cho nó tạm một cái yên của con rồng đi, rồng bên mod Eternal á, để mình cưỡi đỡ nó trước cái đã, rồi mình thay cho nó cái yên xịn. Ô, không được luôn các bạn ạ. Con này bắt buộc là phải dùng yên của nó, cũng không gắn được mấy cái custom cho nó luôn. Ai chà. Vậy thì bây giờ để coi nha. Ta sẽ đi giết một con Celest nó của cùi trước đi. Kiếm con Celestial level thấp thấp á. Chứ đừng giết mấy con level cao uổng lắm. Đấy, Celestial quá trời luôn nè. Đã vậy. Rất chi là nhiều loại, để xem con nào gần mình nhất nhờ. Ở đây thì là con gì đấy? Ồ, ở sa mạc là có con người đá với lại con Yuti. Còn ở đây là có con rồng Wyvern 3 triệu mấy máu. Đi farm để coi. Ở đây thì có những con nào vậy? Ở đây hình như có Seeker. Ở đây thì có con Wreck. Để giết con Rex cũng được. Rex hoặc là Ferox. Ồ mà con Ferox nguy hiểm lắm luôn á, mà nó ném xa cực. Farm mấy con này lấy da đi rồi. Hồi nữa mình phá thú đi nó lại spawn mấy con mới à, không lo. Yeah, cái đã. Dù gì sau này cũng sẽ xâm lại con Celestial Red level cao hơn 500 mấy 600. Đúng rồi, mình bắt lại sau. Giờ dứt con Terry trước cái đã. Vẫn chưa kiếm được con Terry Rim nhỉ. Con đó hình như là phải giết con Alpha. Giết Alpha xong nó mới có xác suất spawn ra con Dream hoặc là cái con robot đó. Nhưng mà bữa giờ chưa đánh ra được con đó. Ủa cái gì vậy? Titan nè. Chỗ này xung ra Titan.
chịu bảy máu à. Ok. Bắn rồi. Tôi vãi à. Xin người. Giữ yên ý. Và mình mới kiếm thêm được hai chiến binh rồi, một là con hưu, hai là con Whipper. Quậy mấy con này cho nó đánh được mà, 500 triệu máu lận. Đá con này chứ, lấy đồ cái đó. Ủa, sao nó không cho rồi. Cho luôn đi, đỡ phải phải xuống chắc đúng không. Nó có cái túi đồ. Ủa, đâu ta, không thấy nhờ. Tới đây, tới đây, tới đây. Here we go. Mình giết được bao nhiêu da ta? 1000 da, 2000 da. Được, được. Cái cúp này là farm nhân 4 lần rồi đấy. 1000 da là đủ về chế yên cho nó rồi. Khó. Về thôi, về thôi. Thơm. Harry Celestial. Đây. Thử đi gặt nó một tí coi. Xem con này đam nó khỏe được cỡ nào. Con này có nâng được cái điểm harvesting nè. Ngon. Yes. Rồi, let's go. Đi qua chỗ tầm giữa map đi. Giữa map nhiều thú đánh lên level lẹ hơn, hoặc là qua đảo xương á, đảo xương cày. Trước mắt cứ cào mấy con level thấp thấp trước cái đã. Con này hình như là bật cái power bằng nút Ctrl C thì phải. Đúng không ta? Nó nổ lên á. Nổ khí xung thiên. Lâu quá rồi không chơi đúng không ta? Ctrl C. Yeah. Bật lên nó sẽ có được một cái lớp thiên đổ dẹ tăng đam nữa à, hơi tốn đó. Tốn stamina. Rồi con bé nào là quái thú đâu ra đây test thử đam mấy con chuột phải coi. Quá là kèo Phạm Phi Bờ à? Wow, Phạm Phi Bờ kìa, vãi trưởng. C coi. Canh trái cây. Ờ, chú ít coi. Ui ôi. Chú ít này nó bắn trưởng. Đùng. Đã nhờ từ tắt nổ cái đã. Đây còn chiêu nào nữa chúng ta chưa quy coi. Chiêu R mình chôn chiêu ít lại nè. Ồ chiêu ít là chiêu khè lửa. Là chiêu khè lửa hen. Cái mình vô cái kia mình nâng điểm cái trẻ để mình xíu đâu rồi. ARK đây. Mấy máu rồi ta. Ba mươi mấy triệu. Rồi, tiếp.
Giờ thử cào được bao nhiêu đam coi. Nhiều đam. Ơi 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 ơi. À, mình nâng cái điểm harvest lên. Cái này hình như là cào thuộc trái nó sẽ được thêm da với thịt đúng không? Còn cái ủa đâu cái additional cây này là nút C. C với lại nút C với lại nút chuột phải. Còn cái power này nè, cái additional power harvesting này này mới là cào chuột trái được thêm, được thêm mấy cái resource của nó. Nâng cái này càng nhiều. Hình như là hồi nó bắt con thể in nào á, lúc nó farm được nó nhân lên mấy trăm nghìn phần trăm luôn, có khi là 1.000 luôn á, 1.000 phần trăm. Một con farm được 100 thì nó nhân 1.000 lên là được 1.000 cái hả? Quá đã luôn. Rồi, để mình cào chỉ tìm được bao nhiêu đây. Đấy, nó nhân lên kìa các bạn thấy không? Các bạn xem nó nhân nè. Đó, nhảy lên phục luôn. Ô, có con ừ, để mình xem nó nhảy lên được bao nhiêu ra. Đấy. Tất cả đều nhảy đều gấp lên luôn ạ. Được á, được ấy. Xin xò. Câu tích nè. Để mình dớp con này đi. Đấy, 2.000 mấy da demonic luôn. Bú. Ừ. Thầy cái nổ lên để cho mấy con nữa đánh, có đánh mình không rớt. Tìm hết có da, có phi thờ lai luôn. Thơm bơ. Đấy, được 50 mấy sao mà nó ít lên một cái được 163 cái lông chim luôn kìa. Ngon. Quá đã. Bắt con này quả là một lựa chọn sáng suốt mà. Đấy, mình qua bên đảo xương chơi tí. Đảo xương farm level cho nó nhanh. Here we go. Tôi tới đây tụi bay ơi. Ở nhà mình đang thiếu fiber để mình cạo thêm miếng. Thương đâu, ra đây. Ở đây chơi nè mini ơi. Đây rồi, thú xương một rừng. Bộ khí xung thiên. Rồi mình phun lửa coi xem đau không. Thôi, ăn chết rồi. No. Sao lại ra mấy con boss này vậy? Mày ra con bờ te luôn rồi các bạn. Quái. Ra con bờ te luôn mà. Đam lên đấy.
từ. Rồi, mày chết. Mấy bữa là mình không có đủ đam mà đánh đúng không? Bữa nay mình sẽ đánh được nó nè. Chưa được đồ, bữa nay mình sẽ quánh nó luôn. Để ra được boss gì không? Nó nổ đam mình không được. Còn mình đánh có 2 triệu mấy đam mà, nhưng mà cũng thấm phết đấy. Đã biết được con Giga rồi. Cái tiết đồ không? Amor Giga. Thôi. Hơi nhiều rồi đấy. Nhiều tê. Tính đi ơi. Đánh một hai con thôi, đánh nhiều thế. Ây, con này là hack mod luôn à, vãi trưởng. Từ từ để mình vũ ra ngoài đây. Tao tới mày ra đi chơi nè. Rồi tê. Summon from Eternal Hack Mod Mod Summoner. Ấy, uầy, giếng nó cho được đồ Eternal nè. Bú. Sao mình đánh nó tiếp được? Mày nè. Phải đi nữa rồi. Dậy. Thank you.
nó unlock được cái master control với cái gì đấy. Rồi, ok. Được xem. Nó cho được mấy cái cà gốt silver, cà gốt Primordial Essence. Inner Blood Smaller Poison. Được, cũng ngon, cũng ngon. Rồi, nhẹ nhàng. Quay được, được mấy cái giáp này, một đống giáp luôn à, vãi nồi. Con này để mình nâng lên 200% tốc độ di chuyển đi. Nâng stamina. Rồi, ok. Dọn đồ tí nào. Nhiều đồ hiếm quá, nhiều đồ hiếm quá. Từ nha, có được một đống mấy cái giáp nè, xin vài món ạ. Ồ, mình được 4 món các bạn ạ, thiếu cái áo à. Chưa có cái áo. Rồi. Ngầu đét luôn. Rồi. Đổi hàng. Mấy cái giáp này yếu rồi. Đấy. Sau này có giáp xịn hơn thì mình lại đổi tiếp. Được, đọc xem coi. Tăng 300% tốc độ grab, đam nhân oxygen với lại turbo. Ui, tốc độ di chuyển tăng 300%. Ui vãi. Cho đôi giày mà chạy nhanh thế lắc lắm sao mà đỡ được. Mình cất cái cánh này đi, cánh này nó bay khó chịu lắm. Không được rồi. Quả cái giày này nó phóng như tên lửa vậy đấy. Không được. Mình thích đi chậm chậm thôi cho nó đỡ lắc. Rồi. Con này được bao nhiêu ta? 222 triệu máu với lại 104.000 đam mà. Được. Với lại bây giờ mình cần để coi đi bắt bắt con basic boss nữa. Basic boss. Đây, thiếu cái gì vậy ta? À đây, vẫn ok. Basic boss thì kiếm con bắt con tinh tinh đi nhờ. Mega P The Curse. Con này thì lại không có. Con này thì có remote thôi. Brute Mother. Con nhà anh thì sao? Đây, Brute Mother District nè, có luôn. Đây, con này ở gần mình nhất nè. Xem bao nhiêu turbo để bắn xỉu nó giờ. Bao nhiêu kiếp bộ để tem nó đây. Chế có một cái
chỉ để lấy trứng thôi. Mình nâng cấp lên. Bốn cái các bạn ạ. Con này cần 4 kiếp bộ. Em đi. Khu vực có vẻ như là hơi nhỏ ở đây, mình phải mở rộng khu này ra thôi. Có chỗ để thú nữa. Cái này lên phía trên đi, nó rộng chỗ. Cái để lấy trứng luôn, quá đã. Con này để xem coi nó dùng yên nào vậy. Brute Mother Saddle đây. Được luôn, test đam nó luôn men. Brute Mother Saddle 30 giáp cũng được. Không đến nỗi là quá yếu. Con này biết đánh lên turbo được nhờ. Nhận độc mà chắc là sẽ được thôi. Em đánh thì có nhiều turbo. Hèo cái bệnh luôn á trời. Thắng nó. Thắng nó con. Ồ, con này đam hơi bé ha. Con này mới bay suốt này đam hơi bé thiệt. Chưa bằng mấy con kia, con kia đánh cho mấy triệu rồi. Con này
này hệ tô xích này. Ui gì à, Megatron là mình cứ tưởng con Tortuga kia chứ, con rùa Megatron, con Tortuga nó bắn đam khủng khiếp lắm, mấy chục triệu đam đấy. Lắm luôn, gặp mấy khứa đó là té gấp, nó làm cái cành là coi như mình đi à. Làm cũng như mà nó là kiếm được thôi, còn chỗ được lấy trứng nữa các bạn. Nhưng bạn nó thêm một cái trứng. Lọ nhân bản, lọ nhân bản là cái nào nhỉ? Boys. Poison của cái mod này. Nó là cái nào ta? Pet Baby Gestation à? Phải không ta? Không, mình không nhớ nó là cái Gestation hay là The Baby The Hell Out of the Pregnant Creature. Không nhớ nữa. Nó có một cái lọ giúp tạo ra con clone, sau đó là một cái bình thuốc giúp nó uống một cái nó lớn luôn. Mà cái đó tên gì mình cũng không nhớ nữa. Hồi nó rảnh mò lại ra. Chưa biết có một lọ à. Còn cái lọ mà lớn tức thì nó là tên gì ta? Mấy cái này chưa unlock được luôn rồi. Rồi, chắc là để bữa sau mình mò. Tạm thời cứ sở hữu nó trước cái đã. Có một con để lấy trứng. Rồi phải đi xem cái mấy cái phi thờ đó, mấy cái phi thờ này không còn nhiều mấy. Đây nè, sắp hết rồi nè. Hết lông lửa rồi. Lửa với lại băng. Đi kiếm mấy con đắc lại con kia. Con này vẫn chưa thấy nó cho đồ ta. Nó ở đây. Rồi, coi như là tập này tạm ổn đi. Sở hữu thêm được hai con, một con nhện. Nhện lấy trứng, trứng basic, với lại thêm được con farm rất là xịn luôn, con Celestial Teresino. Ấy, bữa sau mà đi kiếm thêm con Celestial khác mình bắt, hoặc là đi kiếm con Demonic nè. Các bạn thấy thử cho mình xin ý kiến đi. Các bạn muốn mình bắt cái con gì ở tập sau thì nhớ comment phía dưới video cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc clip này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và nhiều điều tốt lành. Hẹn lại các bạn ở tập sau. Bye bye.